Xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay thời gian rảnh thì em sẽ cập nhật cái giá lúa Đại Thơm 8 cũng như là OM cho anh chị cùng nắm ha. Và cái giá này thì em sẽ cập nhật là từ những anh chị mọi miền luôn nha anh chị ha, đã bình luận vào những cái video mà về lúa nha anh chị. Thì ở đây có một bạn là user là 5F nè, bạn này bạn bình luận là cái giá lúa ngày hôm qua là 8.800 nha anh chị ha, nhưng mà hôm nay chỉ còn có 8.400 thôi. Còn một bạn khác thì hôm nay nói là còn là 7.600 nha anh chị. Và ở đây em cập nhật ở trên cái màn hình luôn cho anh chị cùng xem luôn nha anh chị ha. Rồi thì em sẽ tiếp tục em sẽ xem nè. Có một bạn là có một bạn là Phạm Hồng Tú nha, 7087 nè. Bạn này bạn nói là cái giá lúa Đại Thơm 8 là hiện tại là bữa nay là còn 8.300 nha anh chị. Đó, cũng như là một bạn khác nè, đang cập nhật nè. Bạn này là bạn rùa 8688 nè, bạn nói là bạn có là 1.300 mét vuông nè mà được 850 kg vậy nè. Nó này thì mình bỏ qua nha anh chị ha. Rồi một bạn là Đinh Thị Hồng Loan ha, bạn này bạn nói là hôm nay là cái giá lúa chỉ còn có 8.000 thôi cho Đại Thơm 8 nha anh chị. Nó một bạn khác nè, cũng là nói là còn 8.000 nè Đại Thơm 8 ha. Thì thông thường thì em thấy cập nhật hồi nãy giờ em thấy là cái giá lúa là nó sẽ rơi từ là khoảng đâu là từ 7.400 nha anh chị ha, cho đến khoảng đâu là 8.400, trên là khoảng đâu là 1.000 nha anh chị ha. Từ cái khoảng đó, một bạn ở Tân Phước Tiền Giang nó nói là OM 18 nè là chỉ có 7.800 thôi nha anh chị. Đó. Rồi bạn My Nguyễn nói là giá lúa thì là hiện tại thì chỉ còn là 7.800 thôi. Đó, cái giá lúa nó rất là rẻ nha anh chị ha. Có một số bạn nói là toàn rồi. Thì hiện tại là em thấy là giá lúa hiện tại là nó đang có chiều hướng giảm nha anh chị, có chiều hướng giảm chứ không phải như mấy anh kia cập nhật đâu, giá trên trời không. Ở đây là em cập nhật là những cái giá mà đã có nhiều bạn cập nhật ha. Ví dụ như bạn Chi Lê nè, 4622, bạn này cập nhật ở Đồng Tháp là giá lúa là còn 7.500 nè. Đó. Rồi một số bạn nói là Đại Thơm 8 là 7.900 ha. Rồi Đại Thơm 8 là 7.800 này thì nó chênh lệch nhau khoảng đâu từ lối 7.000 mấy cho đến là 8.000 mấy nha anh chị. Cái này là do những anh thương lái mới ảnh ép giá thôi nha. Thì hôm nay em cập nhật tới đây cho anh chị cùng xem thôi nha.